người, hôm nay mình sẽ mở hộp và giới thiệu cho mọi người một cái đồng hồ thông minh tên là S1. Thì sản phẩm của chúng ta đi kèm là một cái đồng hồ và một cái sợi cáp sạc. Bây giờ mình sẽ mở nguồn thử. Không có kiến sò hồi mới đánh á. Để ăn, mới được ăn. Ở đây thì đồng hồ yêu cầu là chúng ta chèn sim. Bây giờ mình sẽ tắt nguồn và lắp sim vào. Bây giờ mình sẽ tháo ra và lắp sim vào nha. Xong rồi anh cho em nha. Xong rồi cho em nha. Ở đây là ổ sim, còn đây là ổ thẻ nhớ nha. Bây giờ mình sẽ gắn sim trước. Thì lắp sim, lắp thẻ xong thì chúng ta lắp pin vào. Chúng ta gắn cái nghèm trước nha. Dạ. Bây giờ thì đã hiển thị nhà mạng. Mấy người nói chuyện đó cười cá chứ em quá trời em nói cái gì. Bây giờ mình sẽ nói sơ về bên ngoài của chiếc đồng hồ này. Thì cái nút ở đây nó có thể tượng trưng cho một nút thơm cũng như là nút nguồn. Khóa cũng ở đây, mở cũng ở đây và trở về cũng ở đây. Phía bên trái là cổng sạc. Đây, cổng sạc micro USB. Trên này là camera. Ở phía sau là phần loa cũng như mic. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Thì cái chiếc đồng hồ này cũng như là điện thoại, nhưng mà chỉ có một chức năng là nó không có thể kết nối được wifi. Cho nên chúng ta sẽ phải sử dụng sim 3G để đăng ký dữ liệu di động. Rồi bây giờ mình sẽ test cái chức năng nghe gọi trước. Mình sẽ điện cho một người thân. Dễ lắm, xài như là một cái điện thoại mình cảm ứng bình thường của mình thôi. Mở loa. Anh khỏe không anh? Khỏe. Bây giờ này sao rồi? Vậy thôi nha. Bye bye anh. Bây giờ mình sẽ nhắn tin. Thì bàn phím này là giống như những cái bàn phím ngày xưa của Nokia. Chúng ta cũng nhấn từng chữ từng chữ. Gửi. Đây mình nhắn tin, bây giờ mình sẽ trả lời thử. Sáu tin nhắn
chưa đọc, giờ mình sẽ vô xem nha. Tin nhắn tới thì do màn hình hơi nhỏ thì hạn chế trong việc nhắn tin hơn, chủ yếu là gọi điện thôi. Là chủ yếu là à, bây giờ có cuộc gọi tới thì mình sẽ bắt máy thử nha. Alo. Alo, hả? Dạ, ai vậy? Ăn ở sao luôn vậy? À, em đang ở bên chính tài trải nghiệm cái đồng hồ bên này mới về á anh. Anh qua đây trải nghiệm với em nha. Đồng hồ tên gì vậy? Đồng hồ tên S1 á. Dạ, dạ hai nha, hẹn gặp anh với ba. Bây giờ mình sẽ thử chức năng nghe nhạc. Mình vào phần cái phần mà quản lý tạp tin thẻ nhớ, mình sẽ nghe một bài mà mình chép sẵn trong thẻ nhớ. Thì đối với dòng sản phẩm này thì có những chức năng tương tự cảm ứng những cái lúc mà mình cài đặt ngày giờ thì cũng như trên điện thoại, hoặc là báo thức hoặc là nghe nhạc. Thì chúng ta chèn thẻ nhớ có vậy thì chúng ta vào cái phần thẻ nhớ để nghe nhạc thì chung là cũng rất là tiện lợi. Các bạn nhớ nhé, sản phẩm này có tên là S1. Thì hiện tại sản phẩm được có bán ở bên công ty mình, chính tài mobile, địa chỉ là 149 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5. Cảm ơn các bạn.